Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Để mình kênh của Win93CVN nha. Và bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách extract tệp nén trong điện thoại nha. Các bạn vào bài zip, tải bài zipper ở cửa hàng CH Play nha. Bài zipper đây nhá, mở các bạn bấm vào thẻ SD gì đấy, ví dụ mình muốn cái này nhá, bấm vào một cái tệp nén nào đó, xong rồi bấm OK. Bấm OK vào chỗ nào mà các bạn muốn đặt nhá. Ví dụ mình đặt ở đây. OK. Và đây là kết thúc của video nhá. Các bạn bấm đăng ký và bấm các bạn nhấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh của mình và đừng bỏ lỡ video mới nhá.